Tôi thấy là cái này. Rồi, chào các bạn, mình giới thiệu với các bạn bộ một cái module cho cái tủ đồ nghề. Đồ nghề của Eura. Thì một module này là module 1/3. Đấy, kích thước 1/3 bỏ trong cái hộp như này là OMS2. OMS2 là bộ hỗn hợp gồm đầu tiếp, đầu vít rồi lục giác các thứ. Đây, khi mà mình bỏ ra, mình bỏ vào trong tủ thì nó sẽ giống như thế này. Giống như là module 1/3, mình còn thấy là đây là D1 module. Bỏ ba cái vào nó đầy một cái tủ, nó bằng kích thước bằng nhau. Trên module có là module 1/3 là thế. Thì mình sẽ lấy cái bộ OMS2 này ra. Hai đúng không? Rồi. Đó, thế để bỏ trống như thế này. Kích thước nó rất là chặt chẽ, rất vừa kích thước ở đây. Đó thì trong tài liệu thì OMS2 đây ha, nó như vậy, nhìn nó như vậy. Thì ra ngoài đời họ sắp xếp nó cũng giống y chang như thế thôi. Thì một cái cách mình để xoay ngược xoay xuôi như thế nào đó là do mình thôi. Đó, như thế này thì. Rồi, cái giống tablo ha. Đó thì trong tài liệu đây là mình ở đây mình nhìn nó sẽ hơi khó, nhìn ở trên tài liệu nó sẽ dễ hơn, nó sẽ ví dụ như là nó có sẽ có lục giác đầu âm đầu dương, đầu âm đầu dương này, đầu sao âm dương này, rồi vít dẹt, vít ba ke, vít polyzit, và tất cả các món đồ nằm ở trong đây nó đều là hệ mét hết. Ok, và đầu đối với các đầu socket, đầu khẩu đây thì đầu vuông có là 1/4 hay là 6.3. Đó, như vậy thì một bộ nó cụ thể nó ra đây như vậy. Thì mình sẽ đếm thử xem nó sẽ có bao nhiêu chi tiết. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19. Cái này 9 là 28. Cái này bộ này là bộ lục giác đầu bi 9 cây là 28, mà 9 cộng vào thành 28. Ở đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 chi tiết. 30 chi tiết trong trường hợp mình coi cái này là mỗi một cây trong đây đều là một chi tiết. Còn nếu như bạn coi đây là một bộ thì nó sẽ chỉ có 8. Trừ đi 8 tức là còn 22 chi tiết ha. Lục giác này, lục giác đầu bi thì họ để vào đây trong trường hợp là có nhiều ứng dụng mình cần phải lấy nguyên cả bộ ra, mình cầm trên tay thì mình lấy hết nguyên bộ này, mình lấy ra rồi mình lại bỏ vào đây, rồi mình lại đưa vào đây, đưa vào trong tủ. Thì khi bỏ này vào trong tủ thì nhìn nó giống như cái này đó, mà bỏ chặt vào đây thì theo bạn thích để theo chiều này cũng được, bạn để theo chiều ngược lại cũng được, tùy theo sao cho mình dễ lấy ra nhất là được ha. Thì bỏ vào tủ thì nó như vậy. Thì đó là lý do mà cái bộ lục giác họ thay vì họ để từng cây rời thì họ lấy ra như thế này. Còn đối với đầu tiếp ấy, thì các bạn ở đây đầu tiếp này nó sẽ nhà sản xuất cho một cái cần tự động, đó là một cần tự động đấy ha, đây, cần lắc tay tự động gì đó, đầu vuông 1/4 vuông này, vuông 1/4. Cái nhả nó có nút vàng ở đây là mình nhả tiếp. Thì size lớn nhất ở đây sẽ là size 14 đầu vuông ha, rồi đầu lục giác ha, 6 cạnh đó. Được chưa? Lớn nhất ở đây là 14, nhỏ nhất ở đây size này thì đầu vuông của nó vẫn là 1/4 thôi. Size này là size 4 ha. Con ốc 4 là con ốc cực nhỏ. Đó, được chưa? Thì theo size thì mình sẽ chọn ở trên đây, mình bỏ vào. Thì trong trường hợp mình không muốn dùng cây tự động mà mình muốn dùng siết ốc ở trong các cái hốc sâu ấy, thì mình có thể dùng cái cây tay vặn này cũng được. Cán nó giống như cái cán tô vít vậy. Đó thì mình bỏ đây thôi. Đó là mình vặn. Thì trong trường hợp đó thì mình sẽ có thể sẽ đưa vào sâu được, đưa vào sâu như thế này, cái tình huống là đưa sâu xuống như thế này được. Còn cái cây cần tự động này nó sẽ không làm được cái việc đấy. Thì trong trường hợp mà bạn vẫn muốn dùng cây cần tự động thì mình sẽ có một cái giải pháp khác, tức là bạn sẽ có những cái thanh nối dài ở đây. Ok, đổ sâu bên dưới như vậy. Trường hợp mà mình muốn dài nữa, mình có cây nữa ở đây thì tùy theo nó tùy biến ha, tùy biến thôi. Cái này các bạn tùy biến trong ứng dụng, trong sử dụng gì thấy cái nào mà phù hợp nhất thì các bạn làm. Nếu bạn không muốn dùng cây dài này mà bạn muốn dùng cái cây ngắn thôi thì cũng được. Đó, cây ngắn này như thế này cũng được này.
Ok. Mình nhả ra, mình nhấn nút này nó sẽ nhả ra thôi. Ok. Thì đầu vuông 1/4 này ấy, các bạn cũng có thể dùng cho các cái đầu sao này, tiếp sao như thế này. Sao này sao âm. Bạn thấy nó có đầu vuông 1/4 thì bạn dùng cái này cũng được. Bạn dùng cho con ốc sao. À. Trong trường hợp bạn bắt cho con vít sao chẳng hạn thế thì bạn sẽ dùng cái đầu vít sao đây. Vít sao này 1 2 3 4 5 6 vít sao 7 8. Hàng này là sao, hàng này là lục giác và vít ok. À thì mình cứ rút ra mình thay vào đây gắn vào đây thôi, như này thôi. Đó. À, mình cần nối dài thì mình nối bằng cái thanh này. Mình không muốn dùng cần tự động thì mình dùng cái thanh này. Cái này. Cái này thì cũng được thôi, mình giống như một cái cây tô vít thôi, mình gắn ví dụ giả sử mình gắn cái vít ba ke đi. Đây. Có vít này, ba ke đây. Trên đây họ ghi sẽ là đầu PH2. Đó. Như vậy là mình vặn được rồi. Tùy theo ha. Ngay trong trường hợp sao này. Đầu, có đầu này là đầu gì đây? Đây là đầu chuyển này. Chuyển từ 1/4 lên 3/8 quá hả? Đây cũng là một đầu vuông lớn hơn này. Đây sẽ là đầu 3/8. Nếu trong trường hợp mà các bạn có các cái đầu socket, đầu khẩu ba vuông 3/8 thì mình sẽ dùng cái đầu nối này để mình nối tăng lên. Bảo đây. Trong trường hợp mà mình dùng trong các khu vực lắt léo, hẻm hóc gì đó thì mình sẽ dùng với lại cái đầu lắt léo này. Đầu lắt léo này mình cũng có thể dùng với lại cần tự động đây. Như vậy cũng được. Hoặc là mình nối vào đây như thế này, khá là đa năng ha, bộ này khá là đa năng, rất là nhiều thứ. Đó. mình không muốn dùng cái cần tự động này, cũng không muốn dùng cái tô vít này thì mình có thêm cái thanh này, cái này cái tay vặn chữ T, cái vặn chữ T thì trong trường hợp mà mình vặn ngắn như thế nào đấy, trên bề mặt phẳng gì đấy thì mình có thể sử dụng cái này mình vặn ha, tùy theo ứng dụng. Như vậy kiểu gì thì mình cũng vẫn phải làm việc thôi, không nghỉ được. Đó, thì nhà sản xuất họ cho mình khá là tiện ích. Thì cái này bạn bỏ trong tủ. À, ai nghe cái máy kia. Đây là bạn vít hai cạnh này. Thì thông số chi tiết của cái này thì các bạn có thể truy cập vào website thì các bạn biết được từ độ dày, độ rộng của từng cái đầu vít hai cạnh này sẽ như thế nào. Và họ cũng cho mình mấy cái đầu Polyzit này. Polyzit này là PZ2, này là PZ1. Đó. Rồi đây này. Đây là đầu ba ke. Giờ PZ thì có hai đầu thôi. Ok, lục giác thì lục giác này lục giác đầu bi loại dài, size 1.5 đến 10, 9 cây. Đó. Này nếu bên bộ bên ngoài nó sẽ là 159 SKU này. Rồi. Đó, bỏ vào tủ thì bạn bỏ đây. À, tùy theo mình thích để như thế này cũng được. Thông thường thì cái gì dễ lấy thì mình sẽ để lớn, dễ lấy thì mình sẽ để nó phay ra ngoài, cái nhỏ để vào bên trong. Trong hợp này mình muốn nhìn cho cái chữ Edora nó xuôi chiều thì mình để vào. Mình để cho nó ngược chiều thì mình để vào. Tùy theo thôi. Để các bạn bỏ vào trong tủ như vậy. Ok.